Trong sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã có buổi kiểm tra khảo sát tại làng Phù Bài, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy về xây dựng làng văn hóa nông thôn mới gắn với việc thực hiện nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tâm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Trực tiếp khảo sát và kiểm tra hiện trạng đình làng Phù Bài và làng ngài khai căn làng Phù Bài, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ lưu ý với cấp ủy, chính quyền địa phương và các trường, họ tộc, sở ban ngành của tỉnh và thị xã Hương Thủy phải chăm lo trùng tu, hương khói, tôn tạo nơi thờ tự, xây dựng nơi đây thành địa chỉ văn hóa cho các thế hệ tiếp theo. Khẳng định việc phát huy bản sắc, giữ gìn những nét đẹp văn hóa, thuần phong mỹ tục làng xã là vấn đề cần quan tâm và là mục tiêu quan trọng để thực hiện nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tâm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các trường học tập, lãnh đạo huyện, xã tập trung trao đổi, đề xuất những khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng làng văn hóa tại xã Thủy Phù nói riêng và thị xã Hương Thủy nói chung. Tại buổi làm việc, một số kiến nghị đề xuất các cơ quan chức năng, ban ngành liên quan hỗ trợ kinh phí trùng tu bảo tồn các công trình di tích tại địa phương như lập phương án bảo tồn 18,6 hectare rừng tại làng ngài khai căn làng, lập hồ sơ công nhận các công trình di tích. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhận mạnh, Phù Bài là nơi hội tụ nhiều đặc trưng của làng Việt Nam, là làng đầu tiên được công nhận là làng văn hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trách nhiệm bảo tồn làng Phù Bài trong xuất thể xã Thủy Phù, thành phương Thủy Phù là vấn đề cần lưu tâm. Cho rằng những giá trị văn hóa tốt đẹp của làng Phù Bài cần được lan tỏa trong xã hội. Để thực hiện được điều đó, bên cạnh sự nỗ lực của địa phương thì cũng cần sự vào cuộc của toàn thể hệ thống chính trị các cấp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Sở Văn hóa Thể thao trao đổi với lãnh đạo thị xã về danh mục các công trình cần trùng tu trong những năm tiếp theo để đưa vào kế hoạch đầu tư, xây dựng dư địa chỉ cho các làng văn hóa, sưu tầm xây dựng dữ liệu số hóa những di chỉ, những sắc phong. Đối với các trường họ, ra soát lại những lễ hội, củng cố những hương ước mang tính chất hài hòa giữa hai yếu tố gìn giữ và phát triển. Lãnh đạo các cấp, các trường họ tộc cần gìn giữ, bảo tồn và phát huy, tôn vinh những thiết chế, những giá trị văn hóa tốt đẹp.